Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì tháng 5, đầu tháng 5 thì mình xin báo giá heo con ở khu vực mình nha. Mình ở khu vực là Ninh Phước, Ninh Hòa, Hồng Dân, Bạc Liêu nha các bạn ơi. Thì các bạn có cần gì thì các bạn cứ kết bạn Zalo trên màn hình của mình đó, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nha. Hoặc là các bạn có cần sử dụng thuốc hoặc là quá trình điều trị heo á, thì mình biết thì mình sẽ tư vấn cho các bạn nha. Ở đây thì mình báo giá heo con ở khu vực mình. Thì các bạn nào mà ở khu vực Đồng Tháp hoặc là gần Đồng Tháp có muốn mua heo á, thì mình cũng giới thiệu chỗ để cho các bạn mua nha, ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp nha. Thì mình hôm nay á, thì giá thức ăn từ Tết tới giờ á, thì hiện tại khu vực mình lấy cám đợt hết á, thì nó đã lên 4 đợt nha các bạn, là 35.000 nha. Một đợt đầu là lên 5.000, 3 lần sau là mỗi đợt lên 10.000 nha. Thì giá xăng dầu cũng lên, giá thức ăn cũng lên, mà cái gì cũng lên nhưng mà giá heo nó vẫn bình bình, nó không có lên nha. Nó cũng có biến động nhưng mà nó không có tăng nhiều nha. Thì bây giờ mình sẽ báo heo ở trại mình ở khu vực Hồng Dân, Bạc Liêu nha. Nhưng mà mình ở gần huyện Phước Long hơn, do mình hai cái huyện này nó giáp nhau á. Thì heo của mình hiện tại mà heo con mới tách bầy mà heo được 10 kg á, thì mình đang bán 1,2 triệu nha các bạn. Còn heo lên 12 kg á, thì mình sẽ bán 1,3 triệu nha. Heo 15 kg thì mình sẽ bán 1,5 triệu. Còn heo lớn hơn nữa, heo từ 18 đến 20 kg á, thì mình sẽ bán 1,7 triệu một con nha. Tại vì hiện tại thức ăn lên á, thì mình giá heo con á, như vậy nó đã hợp lý rồi các bạn ơi. Các bạn nuôi giá này á, thì các bạn về các bạn cũng lời một con, 1 triệu một con rồi đó. Các bạn thử hỏi ở khu vực Đồng Nai hoặc Bình Thuận, Ninh Thuận rồi đi. Heo người ta bán chỉ là 8 kg, 7 kg, 8 kg thôi. Mà hiện tại bây giờ bạn của mình ở ngoài Ninh Thuận á, là nó bán heo 8 kg là giá 1,3 triệu rồi. Ở khu vực mình á, do là cái nguồn heo nó nhiều nha, mình bán giá như thế này á, là ok rồi. Heo này lớn rồi, về chúng ta cho ăn khoảng 9 bao hoặc chưa tới 9 bao nữa thì nó đã vô trăm lẻ rồi nha các bạn. Heo của mình á, các bạn về cho ăn 9 bao nữa, mình đảm bảo là vô 100 lẻ nha. Mình dám chắc các bạn luôn. Rồi khu vực của mình á, hiện tại là dịch tả châu Phi á, là nó quần qua tới thời điểm này là 3 đợt rồi các bạn. Bây giờ là gần cuối đợt thứ 3 rồi nè. Hiện tại khu vực của mình á, là gần hết heo luôn rồi. Khu vực của mình huyện Hồng Dân với giáp với Hậu Giang á, là nuôi rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó quét qua bây giờ là hết rồi. Bây giờ lái nó đi kiếm dữ lắm luôn, nhưng mà không có heo lớn nữa. Bây giờ là chỉ còn heo con thôi, những người mà bị dịch đợt 1, đợt 2 á, là người ta không có nuôi nữa. Rồi những người mà còn sót lại á, là đợt 3 này là dính hết luôn rồi, dính nguyên một khu vực luôn rồi. Các bạn có cần mà mình tư vấn về vấn đề mà chăm sóc và nuôi dưỡng heo con á, thì các bạn cứ kết bạn Zalo để mình tư vấn cho các bạn nha. Cái gì thì mình biết thì mình sẽ nói cho các bạn, còn cái gì mình không biết á, thì các bạn tham khảo thêm những anh chị đi trước nha. Ngoài ra thì mình cũng có cung cấp một loại một số thuốc á, thì thông thường cho heo nha. Ví dụ như là Amoc là trị viêm tử cung nè, viêm khớp nè, phù khớp nè, hoặc là heo cắn đuôi, hoặc là vấn đề mà heo bị thương nha. Rồi mình có cung cấp là Phloget 400 điều trị mà heo bị viêm khớp mà cái khớp nó sưng tròn lên đó các bạn. Rồi heo bị thần kinh co giật nha. Rồi mình cũng có cung cấp thêm là Tilo Genta, Gentilo, Tilosin đặc trị viêm phổi cho heo nha. Những con heo mà nó bị xù lông, nó ho, nó thở bụng á. Rồi mình cũng có Amoc bột nè. Amoc bột cho heo con chiên theo mẹ và những như bầy này vậy nè. Nó tách bầy rồi á, là mình sử dụng Amoc bột cho nó tầm chừng 1 tuần đến 2 tuần nữa. Thì cái đường ruột heo con nó sẽ khỏe mạnh, nó không bị tiêu chảy nha. Thì các bạn xem lại những cái clip của mình á, mình có làm rất là nhiều clip mà heo con theo mẹ mình sử dụng Amoc á. Cái Amoc này sử dụng rất là tốt luôn. Giá mình đảm bảo là bằng nửa giá thị trường luôn các bạn. Thuốc bên mình là rất là rẻ luôn nha. Của mình là hàng chạy nha. Có một số thuốc là nhập của Thái nha, như Thái nè, Hàn Quốc nè, Đức nè. Thì mình cũng có vaccine luôn, nhưng mà vaccine là phải đặt trước như 2 tuần 3 tuần mình mới có các bạn ơi. Nhưng mà thường thường á, thì các bạn nuôi nhiều, ví dụ như tách bầy tầm chừng 50 con á, 50 con, 60 con á, thì các bạn mới chích được. Tại vì mình chai của mình là chích 50 con và chai chích 100 con nha. Các bạn chích số lượng thì mới lấy chai lớn được. Thì mình có làm một clip chích vaccine cho các bạn xem đó. Heo của mình thì đảm bảo là đầy đủ vaccine hết nha các bạn. Mình cho các bạn đem mẫu xét nghiệm luôn đó, test thỏa ra luôn. Heo mình đảm bảo đầy đủ nè.
tai xanh, Seiko nè, Maiko nè, dịch tả nè, lỡ mầm long móng nè. Mình cảm ơn các bạn nha.